anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, tại thuê, tại khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0946 782 982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay anh em tiếp tục anh em Adchain anh em, ấy Adchain điểm đất bon và Adchain một cái điểm scouting bon nữa, đó là dùng con over 117 Resulta anh em. Đó là con gì? Henry anh em, Henry. Thì Henry là con rẻ nhất mà anh em có thể mua được và Adchain với điểm scouting bon để lấy cầu thủ 118, 120 anh em. Thì ok anh em, bây giờ vô thôi. Đó. Để xem hôm nay có may mắn không. Mấy bữa này hơi đen anh em, không được có gì ngon lành hết. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ vô phần Adchain anh em. Trước hết, bây giờ mình sẽ gọi là Adchain con trước tiên là con Bonnie đi anh em, 1500 điểm F luck bon đi. Ok. Thì con này á, hôm bữa là có một con 115, 114 là thấp nhất, mà hai con này là dễ ra nhất anh em. Thật sự luôn hơi đen á. Ai mà mà là hai con này hơi đen, thật sự hơi đen. Nếu mà bèo lắm gọi là 116 anh em, thật sự. Thì ok anh em. Mình đang ráng kiếm một con 119 cũng được anh em, 18 cũng được. Đó, ok anh em, bây giờ sẽ vô thôi. 1500 điểm luck bon. Lần trước mình được con như con 114 lần trước à, lần này thử xem như thế nào. Cái này là khác nha anh em, mỗi ad chỉ được một lần thôi anh em, mỗi ad chỉ được một lần thôi. Vô Adchain thôi để xem hôm nay có may mắn không. Vô kim rô đâu được, đẩy 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 vô cờ gì đây. Rồi xong rồi. Trời ơi. Rồi mới nói xong 514 anh em ơi, trời ơi, bật đen vẫn đeo bám mình, bật đen vẫn đeo bám mình. Ây da, nó quá nhỏ anh em, quá nhỏ pha này rồi. Pha này quá nhỏ anh em ơi. Trời, đúng con thấp nhất anh em. Biết là mang con dài mới được chứ thấp nhất thì như được có một con nữa sao á. Để tí nữa mình coi lại. Ok anh em. Đen thì quên đi, đỏ thôi. Đỏ rồi, bắt đầu đỏ ha. Để coi xem như thế nào. Đây 118 mà 120 dùng con cầu thủ Ozerstra anh em. Over 117. Đây, có Henry anh em, Henry nè, cho vô. Thì để mình xem đây. Trong đây sẽ đánh lộn em, vừa cầu thủ Bonnie và vừa cầu thủ bình thường luôn. 118 thì khá cao anh em. Nói chung mùa lấy cái này thì cũng up đội hình cũng khá ngon. Nhưng mà hơi tốn một con 117 Resulta thôi. Thì Henry thường tầm khoảng mấy trăm đến một tỷ mấy anh em. Để tí cho mình coi sao. Bây giờ mình sẽ Adchain lấy lại mặt đỏ coi như nào. Để xem coi có được không. Vô anh em. Đó, mày là Adchain anh em. Để xem có mặt đỏ đến mình không. Đây, đừng hồng. Cờ gì đây? Cờ bị cờ... chết rồi, cờ bị anh em ơi, cờ bị. Rồi, có 118 rồi, 118 rồi, thôi, xong rồi. Con này hôm qua một số anh em cũng ra rồi nè. Trời ơi, sao con này đen thật chứ anh em. Sao cuối mùa mà sao e nó không đội mình con nào không chưa? Vì ta không đội mình con nào 120. Trời ơi, đúng con thấp nhất anh em. Oh man. Trời ơi, coi nè anh em. Quá trời con ngon trong đây luôn mà đứng ra con 118 anh em. Ôi ơi, đúng là đen thật anh em ơi, hôm nay số mình đen rồi, không có đen nó không đổi mình rồi. Thì ok anh em, để bây giờ mình ra mình xem coi. Cái con Henry Resulta nó bao nhiêu ha. Henry thì mấy vị trí là W đi cho nhanh. Đây, 1 tỷ 2 anh em, 1 tỷ 2. Nếu mà anh em muốn ở trên thì tốt 1 tỷ 2 với 1.500 điểm scouting bond. Đây 1 tỷ 2, rất là nhiều người bán này, bảo đảm đúng không? Rất là nhiều người bán anh em, rất là nhiều luôn. 1 tỷ 2 được 1 tỷ 8, 1 tỷ 80 anh em. Này quá đen em ơi. Rồi hai con đúng, hai con thấp nhất anh em, thật sự đúng đó. Tại nó không độ mình luôn đó. CM thì hiện tại mình có con Lapas và con Xabi Alonso. Thì Xabi Alonso thì hơi thấp anh em, Lapas cũng hơi cao này, cao hơn chút này. Thì có thể mình sẽ thay cho con Xabi Alonso này anh em. Đấy. Tuy Xabi Alonso đã hay hơn con Lapas nhưng mà mình phải thay cái over cao cao anh em để mình tăng cái over tổng đội hình lên. Chứ giờ cuối mùa rồi còn đá đấm gì nữa anh em, thật sự không đá đấm. Này có một con LB rồi, chết rồi, hai con LB anh em ơi. Rồi xong phim anh em. Hai con LB giống nhau nó mới ghê chứ anh em. Trời ơi. Thì giống nhau thì sao anh em? Mang đi Adchain anh em, mang đi Adchain thôi. Thì bây giờ mình sẽ gọi là gì ta? Chuyển trend. Chuyển trend con này đi. Con này cho con 118 đây. Đấy, chuyển em, chuyển thôi, đấy, để coi lên nó như thế nào. Đây, có tăng được không? Huy không có không tăng anh em, vẫn chưa đủ anh em, vẫn chưa đủ để mình tăng cái over. Thì tiếp tục anh em, kiếm tìm kiếm cầu tiếp, cho vô tăng over tiếp. Thì bây giờ những cầu thủ mà anh em dư á,
mà giống nhau nữa, không biết làm gì. Vô enchant tiếp anh em, enchant tiếp luôn. Enchant kiếm đây 150 sao á, đây đi ngoài còn 150 phải 50 à, 50 đấy. Hai con LB anh em, tiếc gì anh em, hai con LB tiếc gì, cho vô luôn anh em, cho vô luôn enchant luôn. Tiếc gì nữa anh em, enchant luôn, có một con rồi, không cần anh em, enchant luôn. 295 rồi, nhưng enchant thêm một con nữa để mình kiếm à con làm vì tiếp làm cũng ri, hàng ri luôn, cho vô enchant luôn em, enchant luôn đấy, hàng ri mà được 345. Bây giờ mình tiếp tục mình đi enchant tiếp, enchant được 345, được 300 điểm mà, hay là mình dành ta, để dành nên để dành đi nhau, cái này nên để dành đi anh em ơi, nên để dành để mình kiếm con để dành 1000 điểm ha, 1000 điểm là 116 117 anh em, 1000 điểm đi. Ừ đúng rồi, thôi để dành đi anh em ơi, có gì mình sẽ exchange sau, để dành đi để mình kiếm kiếm coi con có exchange được con gì ngon ngon không, lớp bon không, để mình exchange hết luôn cho anh em. Đây không có con nào hết, không cần 250, không có con nào luôn. À qua bên đây 30 coi. Đấy, với con 111 này á, thì anh em dư rất là nhiều anh em, dư rất nhiều. Không làm gì anh em, bán cũng được nhưng mà bán ít không bao nhiêu, không bao nhiêu tiền anh em. Bây giờ Echen em coi cũng khá nhiều rồi, Echen để mình kiếm mớ cái là cái điểm coi như thế nào. Đó, làm một vài cái cho anh em ha. Nói chung là một vài con thôi. Đấy. Chứ chắc không đủ đâu. 20 lần, đủ 20 con ta, đếm rồi. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 18. Ồ, đủ 20 anh em. 20 là 600 điểm. Không đủ anh em ơi, không đủ rồi. Thôi để cái gì clip sau đi anh em, clip sau mình sẽ dồn để mình sẽ làm một cái chen tiếp cho anh em 1000 điểm coi xem như nào. Đấy muốn 400 mấy à. 1000 điểm mình xem như nào. Mình coi còn cái gì để chen không. Đấy, hai con này nữa nè. Hai con này bán được rồi nè. Để mình lên chợ xem anh em, để lên chợ xem bán được không. Giá cao thì bán được thì bán em. Mấy con này tỷ tư được hả? Tỷ tư thằng út coi. Trời ơi, cũng 200 mấy người bán. Con này sao? Trời ơi, 99 cộng. Con này. Trời ơi, 99 cộng xong rồi. Con này của em U nè. Ôi, 99 cộng luôn. Thì đó, này thấy không? Mấy con nào mà không bán được anh em cứ cho vô adchain hết em, adchain để kiếm coi hết. Ê, để kiếm cái đất bon hết, mấy con này thì đâu bán được đâu. Nè, thấy không? Đấy, có người mua em, có người mua kìa. À, cái này người ta mua về người ta exchange điểm anh em, exchange điểm lock bon đó. Nhưng mà mình không, mình để lại anh em, exchange điểm lock bon. Đấy có người mua nè. Đây cũng ít người bán này không. Nói chung là anh em cần coi thì bán, còn anh em không cần coi thì cứ vô exchange điểm lock bon để kiếm cầu thủ anh em. Đấy. Còn những cầu thủ mà over dưới 110 á, anh em thì vô exchange coi anh em, thì exchange coi. Đó, thì đó là giải pháp cho anh em xả những cái con hàng dư, những cầu thủ dư. Đây. Những cầu thủ mà bán được thì nằm ở đây. Đó. 110 anh em, exchange nè, mình exchange đi. Xem được cái gì không? Đấy, được ngon không? Đây, à, 11 em anh em thấy không? Những cầu thủ này trên chợ là người ta bán nhiều lắm. Ê, người ta rất là kiếm rất nhiều để exchange kiếm coi anh em. Còn những cầu thủ không bán được sẽ nằm ở đây. Đấy, không bán được anh em. Cứ mang vô exchange em, không bán được thì cứ exchange luôn. Kiếm coi anh em, kiếm coi, mua cầu thủ khác mang về exchange. Đấy, thấy chưa anh em? Thì đó một giải pháp cho anh em thôi. Trong clip này mình làm một cái exchange cho anh em để anh em thấy hiểu rõ về vấn đề exchange ha. Những cầu thủ mà dư anh em cứ cho vô exchange đất bon trên 110 á, 111 á là anh em exchange đất bon được, còn dưới 110 á thì anh em cứ vô mang vô exchange nè. Đó, 110 exchange kiếm coi đó. Thì ok anh em, hôm nay còn có kiếm cái gì thêm cho anh em mà mở chơi thôi. À, đây có 102 mở hai phát có cái hên không, kệ đó, mở vui anh em, mở vui được rồi. Đấy, đây đáng rồi. Ấy, đây em em. Ôi ngầm, cái đấy. Nghe nè. CB nghe nè. Có sức tác rồi. Trời ơi, 112. Vậy là cũng hên em, thật sự có hai phát là cũng hên đó. Vậy cũng hên thật chứ. Đấy, được 112, 90. Đấy. Có hai phát thôi mà là 112. Ok đó, chứ mình bỏ mấy phát mới là được 112. Cũng hên rồi em, cũng hên thôi. Trời ơi, có cái ạc này không lấy đi nhánh. Còn anh em đi nhánh á, thì anh em nên mở trước đi, mở nhân phẩm trước để mới lớn mày nó trùng mấy con này sao anh em, xong rồi để một ít điểm đi nhánh thôi là được rồi đó. Để xem cái hạt này có bao nhiêu con được mang qua mùa giải mới chưa nè. Một con nè, hai nè, mới có hai con em. Trời ơi, hạt này quá đen. Có hai con 114 nè,
Ôi đen thật chứ anh em. Để lần sau mình làm lại anh em, làm lại kiếm cái con đi rồi đen thật chứ. Anh em ít nhất bây giờ phải 5-6 con rồi thật sự luôn á. Giờ nó có 2 con rồi, trời quá đen rồi. Thật sự đen thật chứ anh em. Thôi đen thật. Thì ok anh em, hôm nay làm lít vui ít cho anh em thôi. Đó, mà kiếm mãi không ra con bunny này con ngon nữa. Rồi được con 118 mà cũng khó bán, để con 118 bán được ta. Con 118 lấy mình up trend lên rồi. Để xem có bán được không. Trời ơi, cũng nhiều người bán anh em. Cũng khá nhiều người bán. Thì đó, hôm nay làm lít vui anh em. Ad trend hộ cho anh em để tìm kiếm nhân phẩm rồi. Mà thực chất thì hôm nay cũng đến đen anh em. Vấn đen anh em ơi, vấn đen. Để lần sau làm lại tiếp anh em. Kệ đó, đen làm sao. Không sao anh em. Thua cái này sẽ bay cái khác, lần sau tiếp. Thì ok anh em, bây giờ tiếp tục vô đọc những câu hỏi của anh em và những cái bình luận của anh em để chia sẻ anh em cách vui ha. Tìm kiếm cái may mắn coi như thế nào. Thì ok anh em, đây. Câu hỏi đầu tiên. Do tính over nó tính theo ba thứ. Số 1 là over góc của cầu thủ, số 2 là rank cầu thủ, số 3 là skill boss. À, con William 113, con Ito 111. À, bạn này thì nói là cái cách tính over của cái đội hình đó như nào cho mình biết. Thì ok anh em, em cũng chia sẻ cho anh em ha. Tính over theo ba thứ tư ha, over góc của thủ nè, rank nè và skill boss. Đó, thì anh em để anh em nắm luôn. Ok anh em, bạn cảm ơn bạn này rất nhiều đã chia sẻ cái thông tin rất là bổ ích cho anh em. Tiếp tục. Nay em mở được hai con Bonny là em Benzu CDM và Entumbine LB. Mang qua mùa sau ấm rồi anh ơi, à, được 7 con mang qua mùa sau rồi. Trời. Bạn này thấy chưa, thấy không? 7 con luôn. 7 con hay 5 con gì hôm qua như cái bình luận lại. Như vậy 5 con sao á. Nè bạn này hôm qua bình luận 2 lần nè. Như 5 con. Chứ mình mới có 2 con nữa không? À này nè. 2 con quá đen luôn, thật sự quá đen. Em ra con Hernandez của BSG test 2 trận H2H đánh đầu quá hay anh em. Em rất thích. À hôm qua bạn này mở con 118 Hernandez của BSG. Rất là thích anh em. Ok anh em. Cũng rất là ngon. Tiếp tục. Em mở ra Lucas Hernandez mà trong khi đó có một con rồi. Xui quá anh, chúc anh và gia đình ngày càng nhiều sức khỏe, mong cho lên TV. À, bạn này mở ra hai con Hernandez rồi. Là có hai con rồi. Có nghĩa là bây giờ mang S một con đi anh em. Mang S đi, S chain một con để kiếm điểm đất con. Để mình S chain tiếp, kiếm được thủ tiếp. À, tiếp tục. Anh ơi, hôm nay mở giống anh Firmino với lại mở gói 113 Sabat ra Eder Militao 400 triệu. Ngon quá anh ơi. À, mở Sabat 113 không bán được cho anh em, dù 400 triệu nhưng không bán được cho anh em, nhưng mà cũng vui rồi, bạn này là rất là vui rồi. Ok anh em, tiếp tục. Em nhận được Di Maria thay thế cho con Rafael Leao Utopes 114 nhưng vẫn thích nhận được Alisson hơn. À, nói chung á, nhận được những con hàng mà mong muốn thì rất là mừng anh em, còn không mong muốn thì thì chịu thôi. Nhưng mà ráp dự hình lên over là ngon rồi, lên over là ngon. Tiếp tục. Em đã Chelsea Mod ra được Vini 120 mở bắc thì được Wanda 118 sự kiện này, hên quá. Cực kỳ may mắn anh em. Toàn là 118 cho 20 không mà những con hàng còn là chất lượng không à. Quá ngon luôn. Tiếp tục. Em vừa mới ở trên 114 120 ra Bellingham luôn, không tin vào mắt mình luôn. Đấy, bạn này cực kỳ hên em. Ở trên 1500 điểm lắc bom mà ra con 120 luôn. Trời ngon quá, mình ra 114 em cho đen thật chứ, hai lần luôn em, hai lần luôn đen. Quá đen. Ok anh em, ra Caicedo dù nó không đúng vị trí nhưng mà up đội hình over lên 140 cũng đỡ buồn đó anh. À, thấy chưa anh em, thấy không? Tuy ra không như con mình mong muốn nhưng mà up đội hình lên là quá ngon, cho đội hình up được một cái over nào là quá ngon em. Tiếp tục. Em xem clip của anh lên, anh thích của anh lên mở gói 1k điểm được Okacha thì nên xài sơ đồ gì anh? À, Okacha RM em, RM thì nên xài sơ đồ gọi là 4-1-2-1-2 Y hoặc là 4-4-2 cũng được. Đó, tùy anh em, tùy theo anh em có khổ gì trong đội hình. Đó. Em mở được Cancelo gì đó của Chelsea. À, cũng được anh em. Anh cho em hỏi mấy cái kill boss mình nâng hết lên hay là con nào mình chơi thì mình nâng thôi ạ? À? À, mấy kill boss đó thì anh em dùng những con nào thì anh em nâng thôi. Còn những con nào mà em không dùng được, không nâng, không nên nâng. Tốn lắm em, tốn cái oi lắm. Đó. Ok anh em, đây là những câu hỏi cuối cùng trong cái clip này. Đó. Thì chung này làm cái clip vui anh em, S-Chain nhưng mà vẫn đen anh em. Vẫn đen anh em ơi, để coi có cái gì mở cho anh em chơi nữa không. Đây có My Story Sunning anh em. Hôm nay nó ra cái vị trí và quốc gia này cho anh em xem đây. Hình như là có Netta anh em, Netta rồi, ai cũng nói Netta em ơi. Đó ok anh em mở thử coi. Đúng anh em, CB ý anh em, CB ý cho Netta là chắc chắn rồi. Có lại thêm một con CB 114 cho anh em nó cực kỳ ngon anh em, cực kỳ ngon luôn anh em. Đó. Thì ok anh em, hôm nay làm clip ở trên vui nhưng mà vẫn là đen em ơi. Thì lần sau làm lại, lần sau làm lại anh em thấy clip này hay thì nhớ like, share cho mình nha anh em. Còn là chưa đăng ký cho anh em nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.